biển đảo của Việt Nam tại Biển Đông là một bộ phận cấu thành của chủ quyền quốc gia, là địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, là tuyến phòng thủ hướng đông của đất nước. Hai là biển đảo của Việt Nam tại Biển Đông có vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển của Việt Nam, bởi vì nó là cửa ngõ để chúng ta thông thương với thế giới bên ngoài, và nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong cái quá trình hội nhập quốc tế. Ba, biển đảo của Việt Nam tại Biển Đông là không gian sinh tồn của dân tộc Việt Nam trong tương lai. Vào cuối thế kỷ 21, khi nguồn tài nguyên trên đất liền về cơ bản đã bị cạn kiệt, nguồn tài nguyên lãnh thổ Việt Nam lúc đó sẽ bị thu hẹp một cách đáng kể do tác động của những cái biến đổi khí hậu toàn cầu, thì biển đảo Việt Nam chính là không gian sinh tồn cho những thế hệ người Việt Nam tương lai. Con đường duy nhất của người Việt Nam chúng ta là tiến ra biển và làm chủ không gian biển. Sau này chúng ta sẽ xây dựng cảng biển, sân bay trên biển, chúng ta sẽ phát triển nông nghiệp biển, công nghiệp biển và năng lực biển để phục vụ cho cái cuộc sống của những người Việt Nam sau này trên biển. Tóm lại, biển đảo của Việt Nam tại Biển Đông có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam. Biển Đông không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam, mà còn là có vai trò sống còn đối với đất nước Việt Nam. Vì thế, có thể rút ra một kết luận là bảo vệ chủ quyền, các quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông chính là bảo vệ sinh mệnh của dân tộc Việt Nam và của mỗi người Việt Nam. Vậy luật pháp quốc tế có vai trò gì trong cái cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông? Thứ nhất, tôi nêu cho rằng là có 6 cái vai trò này, và cũng rất mong muốn rằng là tất cả mọi người Việt Nam của chúng ta ghi nhớ. Cái thứ nhất, luật pháp quốc tế là cơ sở để xác lập vùng biển của Việt Nam. Báo cáo với các vị, đầu thế kỷ 20, các quốc gia ven biển chỉ có vùng lãnh hải 3 hải lý, tức là một cái tầm với của Đại Bắc. Phải đến giữa thế kỷ 20 thì cái lãnh hải của các quốc gia ven biển mới mở rộng đến 12 hải lý. Và bắt đầu từ khi Công ước Luật Biển năm 1982 ra đời thì các quốc gia ven biển mới bắt đầu có các vùng biển. Và tôi xin thưa rằng nhờ cái công ước này chúng ta mới có được các vùng biển rộng, có diện tích rộng độ khoảng gần 1 triệu km vuông như ngày nay. Đấy. Thứ hai, đấy là ý nghĩa thứ nhất. Như vậy nó quan trọng quá phải không ạ? Cái thứ hai là luật pháp quốc tế là cơ sở để bảo vệ các vùng biển của Việt Nam. Không có luật pháp quốc tế bảo vệ thế nào được. Các quý vị phải lưu ý, nếu không có luật pháp quốc tế, chúng ta mất biển, chúng ta mất đảo từ lâu rồi, còn thời gian đâu mà ngồi thảo luận như thế này. Nhờ luật pháp quốc tế. Cái thế thì ở đây có nghĩa là gì? Là tôi muốn nêu giải thích thêm thế này, là các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 về các vùng biển và quy chế các vùng biển đồng thời cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để chúng ta bảo vệ vùng biển, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ các quyền chủ quyền, bảo vệ quyền tài phán và những cái lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong vùng biển của Việt Nam. Thế thì nhờ có luật pháp quốc tế mà khi Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu Hải Dương 8 xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển Việt Nam thì người phát ngôn của chúng ta mới có thể khẳng định rằng bãi Tư Chính mà Trung Quốc gọi là bãi Vạn An thực chất là bãi ngầm, thực chất là một phần của đáy biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đây hoàn toàn không phải là khu vực tranh chấp hay là có vùng trồng lấn, bởi vì Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở pháp lý quốc tế nào để đưa ra các yêu sách đối với vùng biển này. Tôi nói nếu chúng ta không có cơ sở pháp lý, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam có dám nói câu này hay không? Đây là luật pháp quốc tế, có cơ sở mới dám nói như thế. Còn người ta xâm phạm như kia trước Đại Hồng Liên Hợp Quốc, chúng ta có dám chỉ đích danh Trung Quốc hay không? Đấy. Thế thì là, hay là những cái hoạt động của nhóm cái tàu Hải Dương 8 tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Đấy. Bây giờ nói thế nào? Chúng ta mới xác định rằng đây là những vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Là nhờ có Công ước Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Và cũng nhờ có cái Công ước Luật Biển mà chúng ta mới có cơ sở
để mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và rút toàn bộ những cái nhóm tàu trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Đấy. Thế rồi là cũng rất mạnh dạn để nêu rằng Việt Nam cương quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông bằng các biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép. Đây hơi mới đấy các quý vị ạ, hơi mới về cái này. Ngày xưa chúng ta nói nhiều về cái biện pháp hòa bình. Trời ơi, hòa bình thì quá hay rồi đúng không? Ai chả thích hòa bình. Nhưng mà tôi xin thưa, có một cái sự đổi mới trong cái phát biểu rất đáng quan tâm. Đấy là bằng các biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép. Tôi xin giải thích thêm về cái cụm từ các biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép. Luật pháp quốc tế cho phép cái gì? Luật pháp quốc tế cho phép các quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam, được tiến hành những biện pháp cần thiết phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển 1982 để bảo vệ chủ quyền, các quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích của mình ở trên biển. Đặc biệt là tiến hành những biện pháp thực thi luật pháp để bảo vệ vùng biển chủ quyền, các quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích của mình. Và cái thứ hai mới là cái quan trọng là thực hiện quyền tự vệ chính đáng. Để làm gì? Để tự vệ và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Tôi xin thưa rằng là cái quyền về tự vệ chính đáng này đã được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Điều 51 của Hiến chương quy định rất rõ, không một điều khoản nào trong Hiến chương này làm tổn hại đến các quyền tự vệ cá nhân hay tập thể chính đáng trong trường hợp thành viên Liên Hợp Quốc bị tấn công vũ trang cho đến khi Hội đồng Bảo an chưa áp dụng những biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Vấn đề của nó là ở chỗ này, cái quyền tự vệ chính đáng. Tôi xin thưa, nếu như cướp đã vào nhà rồi và chúng ta chỉ có nói chuyện hòa bình, chúng ta có giữ được không? Cho nên ở đây tôi muốn nhấn mạnh cái quyền tự vệ chính đáng này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Và đấy, chính cái này nó mới là cái bảo bối để chúng ta có thể tiến hành những biện pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền và các quyền chủ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta. Cái thứ ba, tôi xin nêu về cái vai trò của nó. Nó là cơ sở quan trọng để bác bỏ yêu sách chủ quyền, yêu sách đường lưỡi bò. Cái này quan trọng lắm đây. Đường lưỡi bò, Trung Quốc chưa bỏ đâu. Đây vẫn là một trong những cái cơ sở để mà khẳng định cái chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông. Những cái quy định của Công ước Luật Biển 82 là cơ sở rất quan trọng để cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, là cơ sở để mà các nước này khẳng định rằng yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc là yêu sách bất hợp pháp và phi lý. Và trên cơ sở những cái quy định trên của Công ước Luật Biển 1982 vào tháng 7 năm 2016, thì Tòa án Trọng tài Thường trực PCA đã ra một cái phán quyết bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò mà Trung Quốc đưa ra vào tháng 5 năm 2009. Vai trò thứ tư đấy là luật pháp quốc tế là cơ sở quan trọng để xác định tính hợp pháp của các yêu sách chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia trên Biển Đông. Luật pháp quốc tế mà tôi nói lên đây nó bao gồm 3 phần. Một là những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Hai là những nguyên tắc của luật tập quán quốc tế về thụ đắc lãnh thổ bằng chiếm hữu. Và ba đấy là những tập quán quốc tế đã được các cơ quan tài phán quốc tế sử dụng để xác định tính hợp pháp của các chứng cứ được sử dụng để chứng minh chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Thế thì tôi xin giải thích cái ý thứ nhất. Thứ nhất là các cái nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là cơ sở để các cơ quan tài phán quốc tế xem xét và giải quyết các tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia nói chung. Và khi xem xét đánh giá tính hợp pháp của những chứng cứ được sử dụng để chứng minh chủ quyền lãnh thổ nói riêng. Xin thưa báo cáo với các quý vị như thế này, tại các tòa án quốc tế, các thẩm phán quốc tế chả làm gì cả, ngoài chuyện giơ tay biểu quyết. Tất cả những chứng cứ, những luận điểm pháp lý không phù hợp với luật pháp quốc tế được các vị thẩm phán lặng lẽ cho vào sọt rác. Ở đây là cái luật chơi của tại các cơ quan tài phán quốc tế. Cho nên tôi đang nói về câu chuyện về cái này. Mọi hành vi của các quốc gia trái với những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế đều không được các cơ quan tài phán quốc tế coi là những chứng cứ có giá trị chứng minh chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tôi lấy ví dụ cái nghị quyết 26-25 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mà tôi đã nêu ở trên. Thì họ có quy định thế này là lãnh thổ của một quốc gia
không thể là đối tượng của việc thụ giác lãnh thổ bởi một quốc gia khác bằng vũ lực hoặc là đe dọa sử dụng vũ lực. Việc thụ giác lãnh thổ bằng việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực không được thừa nhận là hợp pháp. Và trên nguyên tắc này, người ta có thể khẳng định rằng việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và một số bãi đá tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào năm 1974 và năm 1988 là bất hợp pháp. Chẳng những không tạo ra cơ sở pháp lý để Trung Quốc có thể khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo này, mà còn là chứng cứ về sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của họ. Cái thứ hai đấy là tôi nói qua về những nguyên tắc của luật pháp quốc tế về thụ đắc lãnh thổ bằng chiếm hữu và những tập quán quốc tế về tiêu chí đã được các cơ quan tài phán quốc tế sử dụng để xác định tính hợp pháp của các chứng cứ chứng minh chủ quyền lãnh thổ quốc gia là cơ sở rất quan trọng để xác định tính hợp pháp của các yêu sách chủ quyền của các quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Tôi nói là tôi dành rất nhiều thời gian để tạo ra một cái để viết về cái này. Có thể nói đó là cái kính chiếu yêu soi vào những cái chứng cứ pháp lý, soi vào các cái bộ hồ sơ pháp lý của từng quốc gia một để có thể nhìn ra cái chân giá trị của nó. Thí dụ như là chúng ta hãy nhìn vào cái bộ hồ sơ của Việt Nam chẳng hạn. Chúng ta có thể nói rằng là dựa trên những nguyên tắc và tập quán quốc tế đã được phân tích ở nêu trên, thì người ta có cơ sở để kết luận rằng Việt Nam có đầy đủ những cái căn cứ lịch sử và pháp lý để khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Cái ý này rất quan trọng, bởi vì đâu đó trong chúng ta đã có những loại quan điểm hơi mơ hồ rằng hình như có phải chúng ta có đầy đủ chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa hay không? Một câu hỏi thôi, nhưng tôi nói là một câu hỏi nguy hiểm. Đấy. Thế thì ở đây, thế bây giờ là nhờ những cái quy định của luật pháp quốc tế, chúng ta thử xoay vào bộ hồ sơ pháp lý của Trung Quốc về cái gọi là chủ quyền lâu đời của họ đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà họ gọi là Tây Sa và Nam Sa. Vậy thì Trung Quốc sử dụng những luận điểm và chứng cứ gì để chứng minh cho cái gọi là chủ quyền lâu đời đối với hai quần đảo này? Thế thì có mấy loại luận điểm và chứng cứ như thế này. Một, nhân dân Trung Quốc phát hiện sớm nhất và đặt tên sớm nhất cho hai quần đảo. Chứng cứ là gì? Là các cuốn sách cổ đề cập đến một số địa danh mà sau này Trung Quốc nhá, chứ không phải các nước khác, vì chúng ta nhìn vào chịu chả biết nó ở đâu cả, thì Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa. Cái thứ hai đấy là nhân dân Trung Quốc đã khai thác sớm nhất, kinh doanh sớm nhất các quần đảo Tây Sa và Nam Sa. Chứng cứ là gì? Đó là vài cuốn sách cổ với những nội dung rất mơ hồ, là cái ghi chép của một vài dân chài của ở Hải Nam, là những đồng tiền cổ, là những cái đồ sành sứ tìm thấy ở Tây Sa. Và tôi xin nêu rằng là đồng tiền cổ và ở sành sứ Trung Quốc thì có thể tìm thấy ở cả Mỹ, ở Brazil, ở Argentina, ở khắp nơi trên thế giới. Và nếu như là đồng tiền cổ và đồ sành sứ tìm thấy ở đâu là lãnh thổ Trung Quốc, thì có lẽ ở trên toàn bộ cái hành tinh này và thậm chí trên cả mặt trăng hoặc là ở đâu đó cũng là lãnh thổ của Trung Quốc. Đấy, thì đại khái là như thế. Cái thứ ba ấy, là các đảo Hải Nam do Trung Quốc quản hạt sớm nhất và thực thi chủ quyền sớm nhất. Chứng cứ là gì? Chứng cứ là Hải quân Trung Quốc đã đi tuần tra đến vùng biển Tây Sa đời nhà Tống và đời nhà Thanh, là người Trung Quốc đã đo đạc thiên văn ở Nam Hải vào đầu đời nhà Nguyên, là việc đô đốc Lý Chuẩn thị sát Tây Sa vào năm 1909. Cái thứ tư đấy là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thu hồi các đảo thuộc quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tiếp tục cai quản kinh doanh và xây dựng hai quần đảo này cho đến nay. Vấn đề là làm như thế nào để đánh giá một cách rất khách quan những luận điểm pháp lý và chứng cứ mà Trung Quốc đưa ra? Thế thì bắt buộc chúng ta phải dựa vào những nguyên tắc và những cái tập quán quốc tế. Những cái nguyên tắc và tập quán quốc tế đó đấy là cái cơ sở quan trọng để chúng ta có thể đánh giá một cách hết sức khách quan, hết sức khoa học những luận điểm pháp lý và những chứng cứ lịch sử pháp lý mà Trung Quốc sử dụng để biện minh cho cái gọi là chủ quyền lâu đời của Trung Quốc đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và Trường Sa. Dựa trên những cái nguyên tắc đó, tôi rất tiếc là không thể trình bày hết được. Tôi đã dành 3 năm trời ròng rã về cái này. Và không phải chỉ có tôi, nhiều thế hệ người Việt Nam đã dành thời gian để làm những chuyện này. Thế thì ở đây,
chúng ta thấy mới thấy rằng dựa trên những cái nguyên tắc và lập quán quốc tế, để tôi muốn nhấn mạnh cái vai trò của luật pháp quốc tế ở đây, thì chúng ta có thể rút ra một số nhận xét gì. Nhận xét thứ nhất là người Trung Quốc đã không chứng minh được rằng nhà nước Trung Quốc đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức là Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, một cách thực sự, liên tục, hòa bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. Đây là nhận xét vô cùng quan trọng. Cái thứ hai, những lập luận và những chứng cứ mà Trung Quốc sử dụng được hình thành trên cơ sở xuyên tạc thực tế và sự thật lịch sử, chắp vá tư liệu, suy luận vô căn cứ, có tính chủ quan và phản khoa học. Do đó, không có giá trị chứng minh cái gọi là chủ quyền lâu đời của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tôi muốn xin mạnh ở đây, những nhận xét này có tính chất khoa học dựa trên những quy định của luật pháp quốc tế, chứ không phải dựa trên những cái cảm xúc hoặc sức dân tộc hoặc là những cái tình cảm cá nhân, không phải như thế. Những cái loại suy luận có tính chất là cá nhân và cảm xúc, nó có mang nặng hướng của cái chủ nghĩa dân tộc ấy, thì nó sẽ không có cái giá trị ở đây, không có giá trị gì cả. Chỗ có thể hay trước thông tin đại chúng, nhưng thực sự chả có giá trị gì trước các cái cơ quan tài phán quốc tế. Và những cái mà tôi báo cáo với các quý vị ở đây, nó là xương, là máu, là sức lao động của không biết bao nhiêu con người để có thể rút ra được những cái kết luận quan trọng như vậy. Cho mà cơ nửa điểm nữa là tôi muốn nhấn mạnh cái gọi là cái sự hiện diện thực tế của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa và một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc tạo ra bằng vũ lực là sự hiện diện bất hợp pháp, không có tác dụng gì cho việc khẳng định chủ quyền hay củng cố danh nghĩa chủ quyền đối với hai quần đảo này. Cái này có ý nghĩa rất quan trọng. Cái vai trò thứ năm là luật pháp quốc tế là cơ sở để giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và tranh chấp vùng biển bằng các biện pháp hòa bình trên Biển Đông. Vai trò của luật pháp quốc tế trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế thể hiện ở mở chỗ thứ nhất là luật pháp quốc tế khẳng định nghĩa vụ của các quốc gia trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Nghĩa vụ này bao gồm hai nội dung. Cái thứ nhất là một, các quốc gia không được phép sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp nảy sinh giữa họ với nhau trong quan hệ quốc tế. Và hai là, và theo cái nguyên tắc này là vũ lực bị loại ra khỏi vòng luật pháp. Bất kỳ hình thức sử dụng vũ lực nào, trừ trường hợp sử dụng quyền tự vệ chính đáng mà Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép, đều là bất hợp pháp. Và cái thứ thế này là cái nghị quyết 26-25 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mà tôi nêu trên đấy, thì nó coi cái hành vi sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ là hành vi chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị. Hai là các quốc gia có nghĩa vụ phải giải quyết những tranh chấp nảy sinh, trong đó có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Đấy, thì đây là một cái nguyên tắc rất cơ bản của luật pháp quốc tế. Ở đây đấy, trong cái luật pháp quốc tế thì nó quy định một loạt các cái biện pháp hòa bình giải quyết các tranh chấp. Điều 33 của Hiến chương Liên Hợp Quốc thì có đề cập các biện pháp này bao gồm đàm phán, thương lượng, điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài, tòa án, những tổ chức khu vực quốc tế hoặc những biện pháp hòa bình khác và các quốc gia tranh chấp có quyền tự do lựa chọn. Thế thì ở đây tôi muốn rút ra một cái nhận xét nó như thế này, là đưa các tranh chấp, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông này, ra trước các cơ quan tài phán quốc tế là một biện pháp giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đấy là thực tiễn giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia cho thấy các cuộc tranh chấp phức tạp, đặc biệt là các cuộc tranh chấp liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia, thì đưa các tranh chấp đó ra trước cơ quan tài phán quốc tế. Theo tôi, sau khi xem ra đến gần 100 những cái trường hợp ở những cái vụ giải quyết tranh chấp tại cái tòa án công lý quốc tế của Liên Hợp Quốc, thì tôi thấy rằng đây là con đường duy nhất để có thể đi đến một giải pháp công bằng lâu dài bền vững cho các tranh chấp. Cái thứ sáu đấy là luật pháp quốc tế
là cơ sở pháp lý quan trọng để chúng ta bảo vệ môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam và các nước trong khu vực và thế giới. Hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, những cái quy định trong cái Công ước Luật Biển 82 chính là đã hình thành lên một trật tự pháp lý trên biển và đại dương. Và cái trật tự pháp lý này chính là nền tảng quan trọng của trật tự thế giới nói chung và trật tự trên khu vực biển Đông nói riêng. Đấy, cho nên duy trì một cái trật tự dựa trên luật pháp tại khu vực biển Đông là một cái biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ hòa bình, an ninh, ổn định ở trong khu vực. Thế hay nói một cái khác ấy, để bảo vệ hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực ấy, thì chúng ta phải thúc đẩy các nguyên tắc này. Thì trước khi kết thúc cái bài nói chuyện này, tôi xin có một số nhận xét để thay cho lời kết. Cái thứ nhất ấy, là cái cuộc chiến pháp lý là một cuộc chiến quan trọng, quyết định sự thành bại trong cái cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Cái thứ hai đấy là có thể khẳng định rằng là chúng ta có một cái cơ căn cứ pháp lý và lịch sử để bảo vệ chủ quyền và các quyền chủ quyền, chính là vũ khí quan trọng của chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng nhất đấy là chúng ta sử dụng cái vũ khí này như thế nào. Cái thứ ba đấy là có cơ sở pháp lý quan trọng là quan trọng, nhưng chưa đủ. Chúng ta cần phải tiến hành những nhiều biện pháp khác để bảo vệ những vững chắc chủ quyền biển đảo của chúng ta. Cái thứ nhất đấy là nâng cao nhận thức của người Việt Nam về tầm quan trọng của biển đảo và về những cái thách thức đối với chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Cái thứ hai đấy là củng cố ý chí quyết tâm để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tôi muốn nói đến cái ý chí quyết tâm bảo vệ đến cùng biển đảo của Việt Nam. Đấy, đây là một trong cái biện pháp rất quan trọng để có thể ngăn chặn những cái cuộc xâm nhập vào vùng biển của chúng ta. Ba là củng cố cái khối đại đoàn kết dân tộc. Khi nói tưởng là nói nhàm chán, nhưng đây chính là cái sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam. Tôi nói là cái vị tướng Napoleon là một thiên tài quân sự, phải không ạ? Ông ấy nói rằng là ông có thể đánh bại bất cứ một cái quân đội nào dù hùng mạnh đến đâu. Nhưng ông ấy cũng nói một điều là ông không thể đánh bại một dân tộc đoàn kết. Thì đây là một cái chân lý của lịch sử mà nhất định chúng ta phải nhớ. Và hiển nhiên muốn có đại đoàn kết dân tộc, nhất định chúng ta phải hình thành và củng cố được cái đồng thuận dân tộc. Và tôi nói là cái đồng thuận dân tộc này đấy, nó phải bao gồm cả ba nội hàm. Một là đồng thuận về nhận thức, hai là đồng thuận về ý chí, và ba là đồng thuận về hành động. Và muốn có đồng thuận về dân tộc, nhất định phải lấy dân làm gốc, như là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Nhất định phải coi trọng vai trò của nhân dân, phải lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào cái cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Bốn là tạo ra một sức mạnh tổng lực cần thiết để có thể bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của chúng ta. Bằng cách gì? Bằng cách phát huy sức mạnh của cả dân tộc và tranh thủ sức mạnh của thời đại. Và năm là củng cố cái niềm tin mãnh liệt của dân tộc Việt Nam vào khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tôi nói rằng là nếu mà cứ họ mạnh tay yếu giữ thế nào được, làm sao chúng ta giữ? Cho nên một cái niềm tin này là vô cùng quan trọng. Và điểm cuối cùng, tôi muốn nói rằng là thực sự một cái biện pháp căn cơ lâu dài là phải dốc lực xây dựng một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Đó là giải pháp căn bản nhất, là cái tuyến phòng thủ vững chắc nhất cho cái chủ quyền biển đảo của chúng ta. Và cái chặng đường đầu tiên của cái lộ trình đi đến mục tiêu này, tôi cho rằng độ khoảng 15 năm, có lẽ là xây dựng một cái nước Việt Nam thành một cái cường quốc tầm trung. Và tôi thấy rằng chúng ta có nhiều điều kiện cần thiết để chúng ta có thể trở thành một cường quốc tầm trung. Chúng ta chỉ thiếu một cái thôi. Chúng ta chỉ thiếu một cái là cái đó có thể quy tụ được trí tuệ của cả dân tộc, có thể huy động được nguồn lực của cả đất nước, có thể lôi kéo được sự tham gia của mọi người Việt Nam. Thế thì đây chính là tôi muốn rằng cái điểm cuối cùng tôi muốn nói là cái giấc mơ Việt Nam. Đấy, một giấc mơ Việt Nam có lẽ là kết thúc. Xin cảm ơn cho tôi đấy.